Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì nhiệm vụ của game này nó yêu cầu là các bạn phải tìm được 3 cây kiếm như họ yêu cầu nha các bạn. Thì 3 cây kiếm này nó sẽ nằm trong 3 map khác nhau ở xa hơn nhé, chứ không phải là dễ dàng như này đâu các bạn. Thì cái map 1 này sẽ có một cái kiếm đầu tiên, thường thường là thế, thường thường cái map 1 sẽ là cái kiếm đầu tiên các bạn. Map 2 hoặc map 3 gì đó là sẽ cái kiếm thứ hai. Còn cái kiếm cuối cùng là rất là xa. Thì cái tựa game của cái nhà phát hành này thì trước giờ là vậy rồi các bạn. Siêu khó các bạn. Cái nhà phát hành game này ra cái vật phẩm limited nhưng mà combo game của người ta rất là khó để lấy các bạn. Có những con game tầm vật phẩm nó ra hơn 1 tháng rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều các bạn à. Thì cái này các bạn cứ chơi rebirth xong rồi các bạn qua tiếp những cái map tiếp theo rồi các bạn kéo kiếm thôi các bạn. Map đầu này thì mình kéo được 1-2 cây kiếm đầu hoặc là 3 cây kiếm thứ ba là hình như nó hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên các bạn. Nhưng mà mình so cái tên thì nó cũng không giống nên mình cũng không rõ là nó như thế nào các bạn ạ. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.